Kênh YouTube bán nhà quận 7 hôm nay giới thiệu đến các anh chị các bạn nha anh chị. Nhà mình ở khu Anh Tấn nha anh chị, khu Anh Tấn, Quỳnh Tấn Phát, Nhà Bè nha anh chị. Nhà mình có diện tích là ngang 6m7, dài 12m nha anh chị. Nhà một trệt 2 lầu sân thượng. Đó, nhà mình 4 phòng ngủ 5 vệ sinh nha anh chị. Nhà mình có gara xe hơi trong nhà luôn nha anh chị. Đây mình quay trước đường xong mình mời anh chị đi bên vô bên trong để mình xem căn nhà của mình nha anh chị nha. Đây là khu dân cư Anh Tấn này nha anh chị. Mình sẽ đưa anh chị để đi vào căn nhà của mình khu Anh Tấn nha anh chị. Đây là khu Anh Tấn, Quỳnh Tấn Phát, Nhà Bè nha anh chị. Đây mình đi vào cổng cái là bên trái mình là có công viên luôn nha anh chị. Đó, đây là công viên luôn. Đó, mình và anh chị đó là mình vô mình xem khu Anh Tấn nhà mình nha, khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó, đây đó, anh chị đi vào nhà của mình nha anh chị. Đây là mình tới đây là mình vẹo vô nhà mình nha anh chị. Đó, đó là nhà mình nha anh chị. Rồi đây là khu dân cư Anh Tấn này nha anh chị. Đó, ngoài đó là mình ở ngoài đường Quỳnh Tấn Phát mình chạy vô đó nha anh chị. Đó, đường Quỳnh Tấn Phát mình chạy vô á. Đây là cho mình chạy vô là nhà mình đây. Nhà mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Đó, nhà mình là xây theo kiểu phong cách khá đẹp nha anh chị. Đó, nhà một trệt 2 lầu sân thượng đó, mình quay cho anh chị xem á. Đó, bên trong nhà mình là còn một cái gara xe hơi nằm bên trong luôn nha anh chị. Đây, mình mời anh chị đi vào bên trong để mình xem căn nhà của mình nha. Đó, này là khu dân cư hiện hữu hết luôn nha anh chị. Đó, khu Anh Tấn nè, Quỳnh Tấn Phát, Nhà Bè nè. Đây, mình mời anh chị đi vào bên trong để mình xem căn nhà bên trong của nhà mình nha. Đây, đó, bên trong nhà mình nè nha anh chị. Đó, chủ nhà mua bán là tặng nội thất luôn nha anh chị. Đó, tặng sofa nè. Đó, có thiết kế sẵn tivi cho mình luôn nè nha anh chị. Đó, đây. Đó, chủ nhà mua bán tặng hết cho mình luôn. Đó, mình là khu dân cư Anh Tấn nha anh chị. Đó, đây là cái gara xe hơi nhà mình rồi nha anh chị. Xe hơi giờ mình đổ đây nha anh chị. Xe hơi mình đổ đây luôn. Đó, nhà mình có diện tích là ngang 6m7, dài 12m nha anh chị. Đó, nhà một trệt 2 lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 5 vệ sinh nha anh chị. Nhà mình trên thiết kế có phòng thờ luôn nha anh chị. Nhà mình nhà mới luôn nha anh chị, mua bán thành công đầy đủ. Chủ nhà hỗ trợ vay ngân hàng từ 70-80% luôn nha anh chị. Đó, đây là không gian phía sau bếp nhà mình nha anh chị. Đây, không gian bếp sau nhà mình đây. Đó, khá rộng luôn nha anh chị. Đây là bếp nhà mình là chủ nhà đó thiết kế sẵn luôn cho mình là tủ kệ và bếp sẵn rồi hết rồi nha anh chị. Đây là đá quay cương luôn nha anh chị. Nhà mình nhà mới luôn, mua giờ là chỉ dọn vô ở thôi nha anh chị. Đó, ở dưới tầng trệt nhà mình có cái vệ sinh nha anh chị. Đây tầng trệt có vệ sinh nè, vệ sinh này khá rộng luôn nha anh chị. Đó, trong đây là có rất rộng nha anh chị. Đó, vệ sinh đình trời nhà mình. Đó, nhà mình ở sau nó có ban công, có giếng trời này nha anh chị. Đó, rất thoáng nha anh chị, buổi sáng lấy nắng là rất thoáng nha anh chị. Đó, đây mình mời anh chị đi lên bên trên để mình xem trên lầu 1 nhà mình nha anh chị. Đó, lầu 1 nhà mình thiết cầu thang đi lên là lót lát qua cương sẵn luôn nha anh chị. Đó, cầu thang là 1m2 luôn nha anh chị. Đó, nhà hờ mình là hướng Tây Bắc nha anh chị. Diện tích là ngang 6m7, dài 12m. Đó, rồi mình mời anh chị đi lên trên lầu 1 để mình xem lầu 1 nhà mình nha anh chị. Đây, lầu 1 nhà mình đây, là phòng trước nhà mình đây. Đó, chủ nhà thiết kế cho mình khá rộng luôn. Đó, nhà vệ sinh là nằm trong phòng luôn nha anh chị. Đó, nhà vệ sinh là nằm trong phòng luôn, thiết kế sẵn là cho mình là
kệ tivi rồi tủ sách rồi có sẵn hết luôn nha anh chị. Đó, rèm cửa. Ở bên đây là cũng bàn trang điểm luôn nha anh chị. Đây là giường ngủ. Đó. Đây. Nhà khá đẹp luôn, khá rộng luôn. Đó, nhà mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Đó. Đây, mình mời anh chị xem cái nhà vệ sinh nhà mình đây. Đó, nhà vệ sinh nằm trong phòng luôn nha anh chị. Đó. Nhà vệ sinh rộng rãi luôn, thoáng mát luôn. Đây là nhà trước mình có cái ban công này nha anh chị. Đó, đây là ban công nhà trước của mình đây. Đó. Đó. Nhà mình là khu dân cư hiện hữu nha anh chị. Đó. Nhà mình hướng Tây Nam luôn. Đó. Đó. Nhà mình có diện tích là ngang 6m7 dài 12m nha anh chị. Nhà một trệt hai lầu sân thượng, 4 phòng ngủ 5 vệ sinh nha anh chị. Đây mình mời anh chị xem bên trong cái căn nhà bên phòng sau nhà mình nha. Đây là phòng sau nhà mình đây. Đó, chủ nhà cũng trang bị sẵn cho mình là tủ phòng mới tinh luôn nha anh chị. Nhà mới luôn. Đó. Đây, mình quay cận kẽ cho anh chị xem. Nhà rất mới luôn nha anh chị. Nhà này nhà mới luôn. Đó, nhà mình có vách kiến trong tắm cũng không có bị ấy nha anh chị. Bây giờ là phong cách mới, ai cũng xây kiểu đó nên nó sang trọng nha anh chị. Đây. Đó. Rồi, mình mời anh chị lên lầu 2 nha. Đây, mình mời anh chị lên lầu 2 nha. Nhà mình có diện tích là ngang 6m7, dài 12m nha anh chị. Nhà một trệt hai lầu, sân thượng, 4 phòng ngủ 5 vệ sinh nha anh chị. Có nhà mình có gara xe hơi luôn nha anh chị. Đó, chủ nhà muốn bán cái giá là 6.150 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Thương lượng chính chủ nha anh chị. Đây, mình mời anh chị đi lên lầu 2 để mình xem bên trên lầu 2 nhà mình nha anh chị. Đây là lầu 2 nhà mình. Đó, chủ nhà trang bị sẵn cho mình hết luôn rồi nha anh chị. Nhà mới luôn. Mua giờ là chỉ dọn vô ở thôi. Đây. Đó, nhà mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Chủ nhà trang bị sẵn cho mình giường cũ tài kệ đều có sẵn hết rồi nha anh chị. Đây, vệ sinh nằm bên trong luôn nha anh chị. Nhà mình ở khu Anh Tứ, Quỳnh Đức Phát, Nhà Bè nha anh chị. Hả? Chè sáng lên nha, quả dứt thầm tuần nữa đây. Có chè ra đi. Nhà mình là nhà mới luôn nha anh chị, mua bán là tận hết mọi thất luôn nha anh chị. Chủ nhà mua bán là hỗ trợ mình vay ngân hàng 70-80% luôn nha anh chị. Giá chủ nhà mua bán là 6.150 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Đó. Đây, mình mời anh chị đi lên để mình xem bên sân thượng nhà mình nha. Đây, ở trên sân thượng nhà mình. Sân thượng nhà mình là khá rộng rãi đẹp đẽ luôn nha anh chị. Đó, khu dân cư Anh Tứ, Quỳnh Tấn Phát, Nhà Bè nha anh chị. Đó, nhà mình là hướng Tây Nam nha anh chị. Đó, anh chị muốn xem nhà anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0913 781712, mình sẵn sàng cho đưa anh chị qua xem nhà nha anh chị. Chủ nhà muốn bán 6.150 tỷ còn thương lượng nha anh chị. Đó, mình xin chào các anh chị nha.